Guardiola, không thể thay thế Haaland. Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định không thể xoay tua Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy lập hat trick giúp Man City hạ gục 3-0 ngày 22 tháng 1. Haaland ghi rất nhiều bàn và hat trick. Rồi mọi người nói cậu ấy là giải pháp của Man City. Ngay khi không ghi bàn, chính họ lại chê Haaland là vấn đề. Guardiola nói sau trận thắng trên sân Iraq, tất cả đều biết chất lượng của Haaland. Cậu ấy là cầu thủ không thể thay thế. Man City không thể đá số 9 ảo với Haaland và phải thích nghi với cậu ấy. Và tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt. Chia sẻ quan điểm của ông thầy, John Stones ca ngợi bản năng sát thủ và tin Haaland sẽ tiếp tục lập nhiều hat trick. Tôi nghĩ Haaland chỉ cần nửa mùa để ghi bàn nhiều hơn cả sự nghiệp của tôi. Trung vệ Anh bông đùa, Haaland là cầu thủ đáng kinh ngạc với những kỷ lục đáng kinh ngạc. Tôi sẽ viết lên quả bóng hat trick của Haaland một thông điệp nhỏ sau buổi phỏng vấn này. Hôm qua, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Wolves. Bước ngoặt đến ở phút 40, khi Kevin De Bruyne tạt một chạm bên cánh phải để Haaland bật nhảy đánh đầu mở tỷ số. Đầu hiệp 2, Man City hưởng phạt đền khi tiền vệ Ruben Nix cản ngã Ilkay Gundogan trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Haaland đánh lừa thủ thành Wolves nhân đôi cách biệt. 4 phút sau, tiền đạo Na Uy hoàn tất hat trick bằng cú đá vào cầu môn bỏ trống. Đây là lần thứ tư Haaland đi hat trick tại ngoại hạng Anh mùa này. Sau các trận thắng Crystal Palace 4-2 ngày 27 tháng 8, Nottingham Forest 6-0 ngày 31 tháng 8 và Man United 6-3 ngày 2 tháng 10. Tiền đạo Na Uy hiện sở hữu 25 bàn qua 19 trận tại ngoại hạng Anh mùa này, thông số tốt hơn thành tích các vua phá lưới của giải đạt được ở 4 mùa gần nhất. Haaland được kỳ vọng có thể phá kỷ lục số bàn trong một mùa giải ngoại hạng Anh 34 bàn do Erlen Shearer và Andy Cole nắm giữ khi giải đấu còn đá 42 vòng. Những con số thật đáng kinh ngạc, Guardiola thốt lên. Haaland sống cả 24 giờ cho bóng đá, đam mê và tình yêu của mình. Cậu ấy ổn định, bình thản khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hay tồi tệ. Haaland không phải mẫu tiền đạo nhận bóng 10m trước vòng cấm, đó không phải khả năng của cậu ấy. Chúng tôi phải nhồi bóng vào vòng cấm nhiều nhất có thể cho Haaland. Huấn luyện viên Tây Ban Nha cho rằng Man City đã cải thiện về màn trình diễn cũng như tinh thần. Khi chê các học trò thiếu khát khao, động lực đua vô địch sau trận thắng Tottenham, ông nói, chúng tôi đã nói chuyện về những gì phải làm khi không kiểm soát bóng. Đây mới là một trận đấu, và chúng ta phải chờ đợi thêm trong tương lai. Nhưng hôm nay, các cầu thủ trình diễn thứ bóng đá thực sự tốt. Guardiola tiết lộ Phil Foden chấn thương từ trận derby Manchester và có thể trở lại từ cuộc tiếp đón Arsenal tại Etihad ở vòng 4 cúp FA ngày 27 tháng 1. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.